Sau khi mà cho con tiêm mẹ xong thì chúng ta sẽ dùng máy hút sữa ra và Khánh Ly thường hay lựa chọn cách là mình sẽ trữ sữa lại để trừ trường hợp là mình đi làm thì sau này con vẫn có sữa trữ đông để uống. Khánh Ly sẽ bỏ vào trong ngăn mát như thế này. Và cái điều đặc biệt là mình sẽ không có để ở cánh tủ lạnh, bởi vì để ở cánh tủ lạnh thì mở ra mở vô thì sữa nó sẽ bị di chuyển và sẽ không có tốt và rất là dễ làm hư sữa. Đến một mức độ mà Khánh Ly thấy là đã bắt đầu dư ra, mình sẽ chuyển hết cái phần sữa từ ngày hôm qua bỏ vào trong túi trữ sữa. Lưu ý là mình sẽ để một cái khoảng không ở trên đây, bởi vì sữa mà khi để vào ngăn lạnh thì sẽ rất là dễ nở ra. Và khi nở ra như vậy, nếu như mà có nhiều mẹ để cái phần sữa này nó quá chặt thì sẽ rất là dễ làm cho bục. Lấy cái đít lông mình ghi cái ngày ở trên đây, đó chính là để giúp cho mình biết được là cái lượng sữa này mình đã trữ vào ngày nào. Sữa trữ đông ở trong tủ lạnh có thể để được trong vòng 5 tháng đến 8 tháng. 8 tháng dành cho tủ lạnh chuyên dụng, tuy nhiên là với tủ lạnh mà mình thường hay để chung thì mình sẽ để khoảng chừng 2 đến 5 tháng thôi là tốt nhất. Và Khánh Ly thường thường là sẽ cho bé uống cuốn chiếu khoảng từ tầm 2 đến 3 tháng, có nghĩa là 30 tháng 3 thì khoảng tầm 30 tháng 5 thì Khánh Ly sẽ bắt đầu cho bé uống sữa trữ đông này. Nhiệt độ ở ngăn đá của tủ lạnh Khánh Ly đang để là âm 19 độ. Chúng ta sẽ có một cái ngăn để trữ sữa riêng, chúng ta sẽ không có để chung với lại những cái loại thực phẩm khác, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa và sẽ làm cho sữa rất là dễ bị nhiễm khuẩn. Với sữa trữ đông như thế này thì khi mà Khánh Ly lấy ra thì Khánh Ly sẽ không có để ngoài nhiệt độ bình thường, bởi vì như vậy thì cái độ sốc nhiệt nó sẽ rất là lớn và rất là dễ làm hư sữa. Khánh Ly thường hay là bỏ cái phần sữa mà đã đông lạnh này qua cái ngăn mát và để rã đông tự nhiên trong vòng 24 giờ. Những sữa mà Khánh Ly để trong ngăn mát như thế này thì chúng ta với việc là bỏ ra bình và sau đó thì mình hâm nóng ở trong nhiệt độ khoảng từ tầm 40 độ C mà thôi. Thường thường thì Khánh Ly chỉ để cho bé bú sữa là vừa nguội thôi, không quá nóng, bởi vì sẽ đảm bảo được cái lượng kháng thể và chất dinh dưỡng ở trong đó sẽ không bị mất đi bởi vì nhiệt độ. Mà bên cạnh đó thì cũng tập cho bé là bé có thể vừa uống được sữa nguội mà sau này cũng có thể là bé sẽ bắt đầu uống được sữa lạnh luôn. Sữa này lưu ý là chúng ta chỉ được cho bé sử dụng trong vòng là 24 đến 48 tiếng trở lại mà thôi. Và nếu như bé bú mà không hết cái lượng sữa này thì chúng ta sẽ chỉ cho bé bú lại trong vòng là từ tầm 1 đến 2 tiếng sau khi mà đã hâm nóng. Có nhiều mẹ thắc mắc là khi mà trữ như vậy thì sữa mẹ có còn dinh dưỡng hay không, thì khẳng định chắc chắn luôn là với những cái tài liệu mà Khánh Ly đã tìm hiểu thì là việc trữ sữa như vậy vẫn giữ đảm bảo chất dinh dưỡng cũng như là kháng thể ở trong sữa cho con, với một điều kiện đó là khi mà các mẹ hâm sữa thì sẽ không hâm sữa ở nhiệt độ quá 50 độ C, chúng ta sẽ phải hâm sữa một cái nhiệt độ vừa, đó là 40 độ C là thôi.